Đây là dòng tâm sự mỏng của một KOC mới chập chững bước vào nghề nha. Thì do tính chất công việc nên ngày nào tôi cũng phải make up để quay video và cũng thức đêm nhiều hơn để Và edit. vì thế vùng da mặt nói chung và vùng da mắt nói riêng của tôi đã tiếp xúc quá nhiều với máy tính và điện thoại, cho nên da mắt trông rất là mệt mỏi và có nhiều quầng thâm ấy. Vì thế mình mới phải nhờ đến sự giúp đỡ của bạn này đây này. Bạn này thì là mặt nạ dưỡng mắt Bio Cellulose Eye Patches Với thành phần từ collagen, thủy phân và cà chua nhé, giúp tăng sự đàn hồi cho da mắt, giảm quầng thâm và cấp ẩm khá là tốt ấy. Theo mình tìm hiểu thì bạn này được sản xuất với công nghệ Bio Cellulose ôm khít da một cách hoàn hảo. Mềm mịn ôm sát vào da nhưng không hề gây bí da đâu nhé. Một tuần thì mình sử dụng bạn này từ 2 đến 3 lần và đó cũng là khoảng thời gian để đôi mắt được nghỉ ngơi sau những giờ làm việc căng thẳng. Mình thường dành ra từ 10 đến 15 phút để đắp mắt và tranh thủ check nốt những công việc còn chưa Sau xong. 10 đến 15 phút thì mình massage nhẹ nhàng vùng mắt rồi tiếp tục các chu trình skincare còn lại. Hiện tại ngoài mặt nạ mắt da thì hãng còn có mặt nạ môi nữa nhé và đang được mua một tặng một. Các bạn nhanh tay ấn vào giỏ hàng góc trái màn hình nha.